Có phải hai đứa nó là anh em với nhau không? Đừng giấu gì nữa. Dì đã biết con là Thị Bình lâu rồi. Dì Bảy, nhận rất con rồi sao dì Bảy? Con xin lỗi dì. Con xin lỗi dì nhiều lắm. Bình ơi, tuy con có thay đổi nhiều nhưng dì vẫn nhận ra con. Thằng Quý đã kể cho dì nghe hết mọi chuyện của con rồi. Con xin lỗi gì? Không phải là con muốn giấu gì, chỉ là chuyện này quá bất ngờ, con bối rối quá, nên con chưa dám nhận gì. Dì tha lỗi cho con. Bình ơi, dì hiểu nên không có trách con. Vì chị trách ông trời bài chị thêm trò quán nghiệp. Thằng Bình với con Phượng sao có thể thành vợ chồng với nhau được hả con? Bình ơi.